nuôi có riêng mày bên này cao đi, thì tao gọi là không thì cứ để ra đây mai mày tải. Mà chị kêu là cầm ra nên không có thì cầm về cho chị đi quay, chứ mày là cầm ra không được thì để đứa cứ bắt cầm lên rồi lại cầm xuống. Có lẽ chị kêu là chị Hường nhưng kêu là không để em tải đứa mà nói được mà. Con gái là nói chung là hắn cứ vậy hết đợt cái là vừa tên lại vừa thanh toán cho mình, với lại thì con Hưởng nó thanh thản lên chứ chờ cứ lô riêng không nữ cũng rõ người lắm chứ. Hắn vậy thanh toán đợt môn vậy rõ ràng đợt nữ vậy cho nó đỡ vậy lùa trong mình đúng không?